đích thực đi đến những công trình xem thử là chất lượng công trình của mình như thế nào. Nói chung là từ khi khởi công đến bây giờ thì thợ thay họ cũng rất là tuân thủ về cái vấn đề đó. Nói chung làm chưa có vấn đề gì để mà nó xảy ra ngoài ý muốn cả. Dạ. Tôi thấy một cái điều thật là kỳ diệu, đó chính là những khách hàng đặc biệt là khu Crong Bắc hay là khu của Tây Nguyên một vài năm trở lại đây thực sự là xây rất nhiều. Anh em thanh toán lương của chú có bao giờ chậm không? Ở đây nói thật, thế là một ngày công của chú là được giá bao nhiêu tiền? Ngày 700. Ngày 700 nghìn? Ôi ôi, ngày 700 nghìn. À, đây tặng chú nhá. Chú đấy, góp phần là nấu ăn ngon hơn cho các anh em thợ. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Mắc Hôm. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại Crong Bắc ấy. Đúng rồi. Crong Bắc, Đắk Lắk. Crong Bắc là một trong những khu vực mà em thấy là rất nhiều sầu riêng anh nhỉ. Đúng rồi, hôm nay là trung tâm á. Ngày hôm nay thì tôi đang có mặt với chủ đầu tư là anh Ngang. Anh Ngang là chồng của chị Hiền và một công trình nhà vườn cấp 4. Bên cạnh tôi đây, một nhân vật, một khách mời. Đấy, là anh già làng Tây Nguyên. Anh già làng Tây Nguyên hôm nay có một cái cơ duyên là đến ký hợp đồng thiết kế và tôi sẽ nhờ anh đi review luôn. Anh già làng thấy công trình này thế nào? Thật ra thì khi mà đã tiếp cận với Bắc Hôm thì mình đã tìm hiểu rất nhiều lần rồi. Mà cũng sắp tới thì mình cũng dự định là làm một cái homestay thì nên là phải đích thân mình đến Bắc Hôm và đi tìm. Và hôm nay là mình đích thực đi đến những công trình xem thử là chất lượng công trình của Bắc Hôm như thế nào. Ok. Để chia sẻ cùng với mọi người. Thế thì có gì thì anh cứ nói nhận xét trực tiếp nhá. Cái nào không được, cái nào xấu, cái đâu anh cứ nói để cho khán giả là người xem. Khán giả là người theo dõi kênh ngày hôm nay và đặc biệt là chúng ta cùng đi với lại chủ đầu tư là anh Ngang, bởi vì anh Ngang là người chắc là ở đây liên tục để kiểm tra thợ, đúng không anh? Rồi, nói chung thì mình khi nào mà trong thời gian mình bận công việc gì thì mình lại bên mình tin tưởng vì bên Mặt Khóm đã có giám sát rồi. Dạ vâng. Mình đã tin tưởng mình giao cho Mặt Khóm thì mình đã tin tưởng mình mới đã giao cho Mặt Khóm. Công trình này của anh thì có một cái là đang có độ dốc đi xuống. Đúng rồi, đúng không? Nên là cái điện chất nền phía bên trong là chắc mình phải tân lấy lại cốt mặt bằng, đúng không? Đúng rồi, mình phải lại nâng lên hơi hơi cao một chút. Đấy, cái đất ở đấy mình tân có nhiều đất không? Chắc phải mấy chục khối nhỉ? Khi cả trăm khối đấy. Nhiều, khá nhiều đấy. Mình cũng thống kê được bao nhiêu nhưng mà cũng khá nhiều. Bởi vì cái địa thế của Crong Bắc em thấy là có rất nhiều những cái sườn đồi. Cứ đi đường cứ lên lại xuống, đường lên lại xuống. À, phía bên này là khu vực tường rào đã xây rồi đúng không anh? Đúng rồi, đấy đang xây, đang lên tường rào. Tường rào đây phải tầm 5 mét đây nhỉ? Rất là cao đây mọi người, quý vị khán giả thấy đây. Đấy, chúng ta review từ cái hàng rào trước đi mới thấy được cái chuyên môn trong vấn đề thiết kế xây dựng là như thế nào. Đây, cái phần hàng rào chiều cao nếu mà từ cốt 00 đi lên thì em tính đâu đấy? Phải hơn 5 mét. Trong thiết kế là 28. 28 mà sao thực tế từ là cốt nhưng mình chưa đã tính từ cốt 00 là cốt sân. Đúng rồi. Còn ấm xuống dưới chắc cả hơn 1 mét nữa. Là mỏng với dâm. Thì phía dưới đây đều mình đều làm móng cốc và có đổ bê tông rồi đúng không anh? Đúng rồi, có độ dâm. Thì mọi người biết là thi công những cái phần tường rào này cũng rất là quan trọng. Nếu như mà mình không có kỹ thuật chuyên môn là sau chắc chắn nó sẽ bị nứt. Đấy, thì đây là cứ khẩu độ chắc tầm 3 mét mình chia một cột anh nhỉ. Đâu cũng tầm 2 mét mấy đấy. 2 mét mấy để chia cột rồi. Đúng rồi, để chia cho nó đều cột. 2 mét mấy để chia một cột rồi và mọi người thấy cái cột này không khác gì cột nhà. Không phải, hình như 3 mét. 3 mét em nhìn thấy khẩu độ đây là 3 mét 24 hay sao? Nếu mọi người thấy là cái tường rào ở đây là ngang với lại một xây một công trình kiên cố rồi đúng không anh? Anh già làng thấy sao? Đồ rất là chắc chắn luôn. Anh nhìn trực quan là một người không trong nghề đấy, anh thấy xây một cái tường rào thế này là ok chưa? Đó là chuẩn luôn. Đấy, cái việc mà chúng ta ngắt nhịp cũng như thế cái tường cấy dâu có thứ rất là chuẩn chỉ. Và đứng ở đây nhìn thấy đồ sộ thật. Không phải nói công nhân bên Mặt Khóm làm phải nói là chắc chắn. Làm cái gì là thấy nó chắc chắn. Nhưng mà cái mặt tường rào bên kia thì anh nên làm thoáng ra. Mặt trước này. Đúng rồi, mình nên tạo các ô vuông hay là ô tròn để mà người đi đường người ta thấy được. Chứ nếu mà mình xây đặc như thế này sẽ không phô lên được cái vẻ đẹp của ngôi nhà của mình. Mãi một mình vì mình chỗ công chính là chỗ trồng ra mặt đường chính này nên là bên này mình sẽ làm thoáng hơn. Đúng rồi, bên này anh làm thoáng một chút thì sẽ rất là đẹp. Hai chúng ta đi vào bên trong. Phía sau lưng tôi và anh già làm và anh Ngang đấy là công trình. Thì chúng ta sẽ nói về công trình sau. Bây giờ chúng ta xem cái chỗ tập kết vật tư.
Thì đối với lại Mac Home là toàn bộ vật tư trước khi về là phải báo qua chủ đầu tư, là phải báo qua anh Nga. Thì đây là cái một cái khu gọi là tập kết nguyên vật tư vật liệu. Đó. Đấy, trong này là chắc là nơi thợ nghỉ trưa luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi, nơi thợ nghỉ ngơi và để tập kết vật liệu luôn. Vâng, chào chị. Vâng, chào anh. Thợ là nghỉ trưa ở đây luôn. Dạ. Và tập kết nguyên vật tư vật liệu. Thế thì cái nguyên vật tư vật liệu từ cái ngày khởi công đến bây giờ là anh thấy là chuẩn chỉ theo hợp đồng chưa? Dạ, ok á. Đúng không? Vì dạ, mọi khi có một cái là rất nhiều khách hàng người ta xem, người ta chỉ sợ một cái là mình thi công trọn gói nhưng mà mình lại đưa những vật tư kém chất lượng. Dạ. Đấy, anh là người chủ đầu tư thì anh nhận xét như thế nào về cái vấn đề mà khách hàng nó lo lắng như vậy? Nói chung mình là người khách hàng thôi, nhưng mình thấy về cái vấn đề mà về vật tư vật liệu. Dạ. Là mình thấy rất là chuẩn, rất là ok. Dạ, vâng. Bởi vì trong hợp đồng kỹ thế nào thì vật tư vật liệu nó về chính xác như vậy. Vì một lần về là giám sát báo qua mình và mình đúng sẽ rồi. Kiểm tra lại cái chất đúng lượng rồi. Của hàng nó có động hay không. Thì mình cũng hoàn toàn là cũng vừa ý là về. Anh già làng thấy yên tâm về vật liệu chưa? Khi mà đưa về đây là chủ nhà, chủ đầu tư sẽ là người kiểm tra kể cả khối lượng xịp. Đó. Nên là mình không lo, là thứ nhất là không lo về thiếu hụt, không lo về mất mát, không lo về sai chủng loại. Bởi vì đặt ở đây thì chủ nhà kiểm tra qua người biết được ngay. Đó, cái này là cái rất là hay khi mà chúng ta thi công trọn gói. Ở bên này là bột bã Mac Home nên anh đã được xem rồi nè. Đấy, đây là xi măng PC40. Biết xem Hà Tiên. Đó, nguyên một cái nhà kho này là nơi tập kết nguyên vật tư vật liệu. Cái thứ hai là anh Ngang cho em phỏng vấn qua một cái là khách hàng người ta rất quan tâm là chủ nhà khi mà thi công trọn gói là có phải lo đút tiền cho thợ hay là lo cơm nước hàng ngày hay không anh? À không, cái đó thì trong hợp đồng đã ghi rõ rồi. Đúng rồi. Và ví dụ như mình, ví dụ có thuộc nước đó là cái lòng hào tâm của mình thôi. Vâng. Mình yêu mến thờ thì mình hỗ trợ. Dạ. Tuy con chiến thờ là họ không bao giờ họ đòi hỏi những cái vấn đề là thuộc nước hay là ngoài những cái vấn đề mà nó không trong hợp đồng không có thì họ không điều cũng bao giờ họ đòi hỏi tới. Bởi vì bên em mà kiểm tra mà có chủ nhà mà phản ánh ra là thợ người ta đòi tiền, đòi nấu nướng hàng ngày là bên em sẽ phạt rất là nặng. Không, đấy, phản về... anh quản lý thợ cũng như phản anh giám sát ở đấy. Về cái vấn đề đó thì mình cũng nói thật trước ông Kính, thì mình cũng nói thật. Nói chung là riêng vào phần thờ thôi. Thì nói cho anh Gia Lan ấy cũng nên cũng rất là tin tưởng là họ cứ theo trong những cái giáo kết lúc ban đầu là không có đòi hỏi bất cứ một vấn đề gì về cái vấn đề phát sinh ngoài ăn uống hay này nọ, không bao giờ đòi hỏi. Cái tiếp theo là về an toàn lao động. Anh thấy thì thợ thuyền có tuân thủ về cái an toàn lao động không? Dạ, nói chung là từ khi khởi công đến bây giờ thì thợ thay họ cũng rất là tuân thủ về cái vấn đề đó. Nói chung làm chứ có vấn đề gì để mà nó xảy ra ngoài ý muốn cả. Dạ. Nói chung là đôi thờ thôi vậy, làm đối bên vẫn vui vẻ. Nói chung không có vấn đề. Bởi vì là rất nhiều chủ nhà bận công việc, giao hết cho đội ngũ kỹ sư cũng như là thợ. Nên là người ta rất là ngại cái vấn đề mà thợ người ta thi công bị mất an toàn lao động hay là sai vật tư vật liệu. Cái góc bên này em nhìn thấy cái ngôi nhà của mình có một cái em thấy rất là thích. Nó giống như có thể là một căn nhà 5 gian đấy anh Ngang ạ. Dạ đúng rồi anh. Anh có một cái sự lựa chọn mà em thấy là không giống bất kỳ những cái công trình, cái mẫu nào trên Mac Home. Em mới đặt ra một cái câu, một cái lời thắc mắc là tại sao mà trên thiết kế trên kênh của Mac Home là rất nhiều như vậy mà tại sao anh lại lựa chọn một cái mẫu em. Dạ. Em thấy đây là lần đầu tiên đây. Em nhìn qua một cái thấy em báo cáo. Nói wow. Xin cắt lời xếp một tí giờ. Nói chung là cái này là quá trình coi các cái công trình của mình thi công. Rồi em mới đúc kết lại. Em lại cái này em bỏ qua cái kia. Em mới lên một ý tưởng để rồi. Nó tức là cái này là độc bản của mình đấy. Mình tự điều chỉnh theo cái thế đất và theo cái sở thích của mình. Dạ. Đây như mọi người thấy này, công trình này tôi thấy rất là lạ. Bởi vì là trong cái thiết kế tôi đều có kiểm tra qua, nhưng mà thấy anh Ngang lựa chọn một cái mẫu nhà mà tôi thấy nó tựa tựa một cái mẫu nhà 5 gian ngày xưa nhưng đã được cách tân, đã được xử lý đi rồi. Nó rất là chắc chắn. Này, các cái hệ phù điêu phào chỉ rất là chắc. Và hai nữa là vẫn có một cái điểm nhấn gì đấy là những ngôi nhà vườn, đúng không anh? Đúng rồi. À, nó kiểu 5 gian hồi xưa anh. Nhưng mà nó bây giờ mình coi mặt không nhiều thì nó cải tiến, nó tính cổ điện một chút, gọi là tính cổ điện một chút. Rất đẹp nha. Yeah. Cái ý tưởng của anh là như thế nào mà anh lại làm ra một cái công trình mà em thấy ở phía trước là chính diện này. Chính diện là khu vực phòng thờ đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hai bên là một bên hai phòng. Đúng rồi. Phía sau là khu vực bếp.
Dạ, bên này là khu giặt phơi. À, bên này là khu bếp phòng ăn ở phía bên này. À, là còn một khu giặt phơi riêng à? Dạ, đúng rồi ạ. À, rất là kỳ công nhỉ. Nguyên cái phần khuôn viên vườn của mình là bao nhiêu mét đây? Dạ, tầm cỡ 800 mấy mét á. 800 mấy chục mét. Dạ. Và mình công trình của mình là phải 200 mét đấy anh nhỉ? Hơn 200 mét. Dạ. À, mọi người thấy là rất là rộng. Nói chung là công trình này thì cái tầm mức đầu tư nó hơn những công trình 2-3 tầng rất là nhiều, do là cái diện tích nó khá là lớn. À, diện tích khá rộng. Thì ngôi nhà này có điều gì đặc biệt không? Anh muốn giới thiệu với quý vị khán giả về công năng hay về cái lối kiến trúc có gì đặc biệt mà anh thấy được trong ngôi nhà của mình không? Nhà nói thật thế này này, nói về cái tầm nhìn của mình thì nó cũng hàng hẹp thôi. Dạ. Nhưng mà đấy là xem sở thích. Dạ. Bởi vì này là khu nhà, cái mảnh đất này là mảnh đất tư đường của bà nội. Hồi xưa là mình ở đây từ hồi xưa. Đó, thì bây giờ khu vườn này thì mình muốn xây lại cái kiểu, bởi vì là mọi người cứ nói tại sao cái nhà đẹp thế nó không quay ra đường mà lại quay vào phía hướng nam này. Nhưng mà bà nội mình hồi xưa sở thích là làm cái nhà cũng quay hướng này. Bây giờ mình làm cổng trống tâm ở giữa nó cũng quay hướng này luôn. À, trên cái nền móng cũ ngày xưa. Đúng rồi. À, bảo sao bảo. Thứ nhất là mình đã lý giải được cái lý do là anh xây một cái nhà giống như cái nhà ngày xưa, tức là nó mô phỏng lại cái căn nhà, căn nhà cũ ngày xưa. Thứ hai là anh muốn là ở đây cũng là nơi thờ cúng. Đúng rồi. Sau này các ông bà mình sẽ thờ cúng. Bởi vì mình là con trai trưởng. À, thế thì đúng. Lý do. Thì mình cũng có một cái ý tưởng, nói chung là nó hiện đại quá, thì nói chung tại sao bây giờ nhiều mẫu nhà mà không làm hiện đại rất là đẹp. Đúng rồi. Nhưng mà mình lại sao phải chọn cái mẫu này. Đó sinh cộng đó là một cái sở thích riêng của mình chút. À, anh có thể giới thiệu qua anh già làng với lại quý vị khán giả là cái phần kết cấu anh thấy yên tâm không? Dạ, phải nói là cái mỏng này, dạ. Riêng về nói với anh già làng, riêng cái mỏng này, lên hồi đó cái mỏng bán mình chưa hiểu cái mỏng là gì. Bởi vì nói thật ra thì mình không biết. À. Nói thật về nói vấn đề xây dựng thì dạ. Mình không thể, đâu phải trong ngành đâu. Nên mình đã tin tưởng mà không, mình nhờ mà không về thi công cái mỏng gọi là mỏng bán á. Thì hồi lên cái mỏng đấy thì xung quanh thì bà có hàng xóm bác cứ nghĩ là mình lên chắc phải 4-5 tầng á. Không nghĩ là mình làm một cái nhà một trệt này đâu. Và cái móng mà bên em làm là móng băng hai phương. Móng này thì khẳng định với anh là không bao giờ bị lo đường. Đường cho dù là container chạy như thế nào nó vẫn không bị nứt, không bị lún được. Được cái là thờ theo cái bảng vẽ á, làm rất là chính xác chuẩn. Và đấy, cái này là cái mà mọi người, quý vị khán giả phải là người lắng nghe trực tiếp từ chủ nhà. Chứ nhiều khi mà các anh em kỹ thuật nói thì chủ nhà, các khách hàng khác sẽ không hình dung ra được. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đây là có anh Ngang là người đã trải qua rồi, là người giám sát ở đây rồi. Thì anh Ngang khẳng định là mọi người sẽ biết là cái độ kiên cố của công trình là như thế nào. Đúng rồi, quá chắc chắn. Hai đồ hai bên anh làm là hai cái cột. Dạ. Hai cái cột vuông khá lớn nhỉ. Cái cột này có khẩu độ khá là to. Nhưng mà nó giúp cho công trình chúng ta nhìn nó chắc chắn này nhỉ. Dạ. Sao anh có đặt thêm hai con sư tử đá hai con nghê ở hai bên này rất là đẹp. À, đi vào khu chính đây, chính diện ở trong đây là mấy anh em thanh tra đang kiểm tra qua một chút để chúng ta sẽ kiểm tra qua chi tiết. Khu vực này là anh là gian chính là ban thờ đặt đây. Đó, đấy là em cũng theo dõi trên kênh rồi, đấy là gọi là cái hậu công. Đúng rồi. Người ta thường gọi là cái hậu công. Coi như mình muốn đặt cái ban thờ của ông bà già mình vào trong này cho nó nghiêm trang một chút. Đúng rồi. Đó, đến khi ngoài này là phòng khách này thì mình đặt bàn ghế cái gì. À, sau anh đặt thêm bộ bàn ghế. Dạ, nhưng mà trong này là cái gian này gọi là gian thờ. Đúng rồi. Thì mọi người lưu ý là phía sau gian thờ bao giờ phải làm kín. À, chúng ta không được bố trí cửa sổ, không được bố trí các cái phần thoáng phía sau. Để thiết kế thế này là rất là hợp lý. Tức là sao mình đặt cái ban thờ trong này mình thờ cúng là rất là vừa vặn, nó không bị thừa, không bị thiếu không gian. Nó đỡ chiếm được cái không gian của phòng khách. Đúng rồi. Đó, và cái khẩu độ ở đây là cao bao nhiêu mấy ông? Cảm giác rất cao đấy nhỉ? Dạ, cái này là hiện giờ nó cao cỡ tầm 42 là đấy, từ cột 00 lên tới tới sát dầm sàn ở phía trên sàn mái. Trên nha, nếu mà sầm dầm là 39. À. Nhưng mà dưới sàn. Dạ, nhưng mà cái phòng khách thì em muốn nâng nó cao trên dầm để làm sao để cho cái diện tích nó thông thoáng này rộng, thì mình phải nâng cái là phòng nó lên cao một chút để cho anh như thoáng. Thấy 42 đấy, kinh khủng chưa? Đấy, ngang một công trình 2 tầng nữa đâu. Ở phía bên này là phòng phòng anh làm phòng cho ai đây? Dạ bên này là phòng của con trai ạ. À, phòng con trai. Dạ, bên này thì phòng lôi trước này thì còn một phòng ngủ. Nhưng gia đình mình chỉ có 3 người thôi, hai vợ chồng về một cậu con trai thôi. À. Nên như phòng này mình sẽ để khi nào mà có anh em bạn bè tới hay là khách ở lại thì mình sử dụng cái phòng này. Gọi là phòng dành cho khách. Dạ.
phòng dành cho khách anh đặt vị trí này. Thế thì cái giường sau này sẽ quay về hướng đây. Dạ đúng rồi ạ. Tức là đầu giường đây và quay về hướng này. Đấy, rất là hợp phong thủy nha mọi người. Phải hình dung là khi mà đặt một cái đầu giường, các kiến trúc sư phải tính. Tại vì sao? Nếu mà đầu giường quay hướng này là đầu giường tựa vào cửa sổ là cái phạm đại kỵ. Chúng ta không được ngồi tựa lưng ra bên ngoài cửa sổ, không được nằm tựa đầu ra bên ngoài cửa sổ. Đấy, đây là cái đại kỵ, nên là các kiến trúc sư đã tính phương án là đầu giường nằm ở đây rất hợp lý đúng không anh? Dạ. Nếu như nằm hướng đây cũng không phù hợp, bởi vì đi bên ngoài chúng ta sẽ nghe rất là rõ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nên đặt ở đây là rất là hợp lý. Và phòng này em thấy cũng rất cao. Đấy. Sau này thì anh có thể treo được quạt trần thoải mái nha. Dạ. Bình thường khẩu độ bình thường của các phòng phòng ngủ bình thường chỉ rơi vào tầm 3m6 thôi. Dạ. Nhưng mà nhà anh ngang là làm một cái là lên tận 4m2. Vì cái diện tích mình rộng quá, mình muốn nâng chiều cao một chút. À, trong đây là đang láng nền đây. Dạ. Vâng, chào bác. À. Đây là phòng của con trai. Đây là phòng con trai, có nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong. Ở trong này ạ. Ồ, cái nhà vệ sinh này anh già làng anh cứ đi vào thì có những họ gạc lại sao cả. Đây, đi vào. Dạ. Anh đang cứ đi vào. Là giới thiệu luôn ở trong cái nhà vệ sinh. Dạ. Ồ, chà. Con quá lớn. Chiều họ gạc lại. Anh già làng thấy kinh khủng chưa? Rộng không? Rộng chưa? Kinh khủng thật. Bây giờ, dạ. Mà cái đặc thù là đây mọi người nhìn đây này, cái tiền nó nằm đây này, gạch khổ lớn. Đấy, bình thường chỉ có ốp gạch 30-60 thôi, nhưng mà anh toàn chiếc gạch khổ lớn thế này vào mà ốp lên nhìn đẹp thật đúng không anh? Nhìn dạ. Cái phòng lớn mà mình ốp gạch khổ lớn nó rất đẹp. Lúc đầu thì cộng trong thiết kế thì cộng 30-60, nhưng mà sau này mình nghĩ nếu mà như vậy á thì 30-60 bây giờ sau này nó sẽ mong lỗi thời lắm. Đúng rồi. Và bây giờ xu hướng bây giờ người ta đi là gạch khổ lớn là nhiều, thế nên mình phải quyết định mình thay đổi. Ừ. Rất là đầu tư đó mọi người ạ. Ở đây anh có đặt phòng tắm không? Bồn tắm. Có cái bồn. À, là có thêm cái bồn tắm nằm. Trong đó bồn tắm nằm. Đấy, mọi người biết là anh ngang chắc chắn là xem quá nhiều video về nhà đẹp rồi. Nên là bố trí nguyên một cái bồn tắm nằm, bồn tắm sục sông hơi đấy. Rất là đầu tư. Thực sự tôi rất là thích những cái căn phòng mà nhà vệ sinh lớn như thế này. Đấy. À, chút nữa bác cán lại chút nhá. À, đây là khu vực phòng bếp. Dạ, dành đây là phòng giặt phơi anh. À, là phòng giặt phơi. Chứ dạ, phòng bếp dạ. Anh đặt ở đâu? Dạ, sau này mày giặt đó mình sẽ đặt chỗ này. À. Và sau này có mày sấy mày đồ thì mình đặt trong phòng cái phạm vi công viên này, rồi sau này bà xã có đặt tủ đồ hay là thì mình dựa bên kia rồi à. Bà chỗ bà ủi đồ ra chỗ này nó. Cho nó rộng rãi. Tức là phòng này chỉ nguyên là giặt dạ. Đồ. Đúng rồi, để giặt phơi. Rồi, bà... một cái phòng giặt đồ mà quá là rộng. Anh già làm thấy sao? Phòng giặt đồ đấy. Giặt cứ phơi luôn hả? Dạ đúng rồi, mình giặt xong sấy rồi kéo lên cho nó. À. Và có một cảm giác là anh ngang thấy cái thiết kế của băng hôm là luôn thoáng đúng không? Dạ đúng rồi, nói về cái không gian á. Vậy nói về thiết kế những chỗ ví dụ mở cửa đồ này này là nó rất là phòng rất thoáng. Không có phòng nào bị hết, đúng rồi. Tất cả căn phòng đặc biệt là phòng cho dù là phòng ngủ đi đều phải lấy được ánh sáng tự nhiên. Và cái khẩu độ cửa sổ các kiến trúc sư luôn luôn lấy rất là lớn. Yeah. À, lấy rộng nhưng mà vẫn luôn đảm bảo là cái cung số đẹp. Phía sau đây là cũng dạ, thêm đây một nhà vệ sinh là phòng tô lệch chống. À. Dạ. Dành bởi vì hai phòng ngủ mình có hai phòng khép kín, mình rồi. Cả ba phòng ngủ. Đây là phòng tô lệch chống nào có khách rồi là cũng rất rộng. Mặt này để trừ nhám chắc chắn sau mình sẽ ốp gạch ở đây rồi. Dạ. Thì riêng à. Riêng cái phòng này là mình sẽ ốp từ dưới lên 1,5m. Đó. Là phòng đầu tư. Này thôi. Cực kỳ đầu tư. Dạ, còn đến lúc đầu thì cộng ý tưởng là cộng ốp lên 1,5m quanh nhà hết. À. Nhưng mà sau này thì mình coi đến kính mặt không có mới thi công cái nhà ở phía ngoài ngoài bắc nó quá đẹp là về cái thao chỉnh. Đúng rồi. Còn mình thấy mà mình tấn cổ điện mà nếu mình đi cái thao chỉnh đó thì nó quá hợp lý luôn. Sau cái bộ cửa này anh làm thêm đá hoặc ốp gạch vào thì nó sẽ sạch hơn này. Dạ. Mặt lên đây sau anh có thể ốp đá vào thì lau chùi mình rất là sạch. Cũng rất đẹp rồi. Em cứ nghĩ là bước vào đây em cứ nghĩ đây là phòng phòng ăn đấy. Nhưng mà ai ngờ đây mới là phòng giặt tô. Đúng ra thì mình sẽ chưa hưởng đâu nay là phòng ăn rất hợp lý. À. Nhưng mà bà xã này bà lại thích đâu kia. À. Bà xã bà lại thích phía đâu đó để bà tiền bà vừa bán quán tạp hóa rồi vừa nấu nướng rồi. Mới hôm nay bắt được lỗ gì chưa?
Dạ chưa thế bạn, mới bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Có lỗi gì không? Chút nữa bắt đầu mới lập biên bản nhá. Ông nào mà làm sai thì cứ xác định. Nhưng mọi người biết là bên Bắc Hôm là có một đội giám sát cố định rồi, nhưng mà ngoài giám sát sẽ có thanh tra giám sát, tức là chuyên đi kiểm tra các cái lỗi mà giám sát không đảm bảo yêu cầu. Thế thì phỏng vấn anh này tháng này bị trừ bao tiền rồi? Tháng vừa rồi? Dạ chưa trừ. Chưa trừ. Tí là ông này là có quà rồi. Rất ít giám sát mà không bị trừ tiền. Bởi vì có rất nhiều lỗi có thể moi được ra tiền đúng không? Dạ. Nhưng mà lại không bị trừ thì anh này xếp top à? Và hiện tại giám sát ở đây là cũng rất là sát sao công trình nên là cũng ít lỗi xảy ra. Hiện tại là cũng đã nhìn thấy một số lỗi rồi đấy. Một số lỗi rồi. Chút nữa chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra qua từng tí một để làm sao một công trình chúng ta trọn vẹn nhất khi mà bàn giao đến chủ nhà. Và chúng ta sang vào góc bên này là khu vực bếp đúng không anh? Dạ không, đấy là phòng trà ăn cháu này. Phòng tivi đây để... đây là làm phòng trà. Dạ. Cái kia mình như người ta đông người thì người sẽ làm bốn phòng ngủ, còn riêng mình nhà ít thì mình sẽ đấy là mình sẽ đặt bộ sofa đây. Và cái này là mình đặt cái tivi bên này, đây nó làm cái phòng trà để anh thấy kinh khủng chưa? Làm nguyên một phòng trà. Nhưng mà phía bên ngoài sân vườn sau anh sẽ làm một cái chòi nghỉ chứ? Dạ, làm hồ cá, làm một cái cho làm cái nhà mạc cũng ngoài này rất là đầu tư. Đây món nhà thế kỳ công mà dạ. Vô cái phòng nào ánh sáng rất tốt. Anh thấy khẩu độ cửa sổ lớn không? Căn phòng này là phòng anh chị à? Dạ đây là phòng của hai vợ chồng mà. Đó. Thoáng gì à? Rất rộng. Hình như phòng này là phòng rộng nhất đấy đúng không anh? Đúng rồi, phòng này là phải phòng toilet, phòng này là rộng nhất trong các phòng. Rồi anh em cho review qua phát. Rồi tí nữa gõ sau. Rồi. Một số cái lỗi mà gõ mà thấy ộp là được phép đập luôn. Đấy là quy trình của anh em thanh tra kiểm tra mà thấy lỗi đã được phép đập. Do là không, một là không sử dụng ke cân bằng, hai là không sử dụng kiểm tra cẩn thận khi mà ốp lát. Đấy, cái này là cứ tính tiền mà trừ vào tiền giám sát thôi, đúng không? Làm sai là sao là phải trừ. Ô trên này anh cũng ốp lên gần kịch trần cả. Đúng rồi. Sau anh hạ trần thì cao xuống đấy đúng không? Mình có thể là từ đấy lên là 3 mét, xong rồi mình sẽ làm trần thạch cao giật hộp lên, mình giật lên một khóc nữa. Để cho phòng này anh chị mình là cũng có bồn tắm nào? Không, mình chỉ hai vợ chồng không đặt bồn tắm nhưng sáu góc này mình sẽ đặt cái máy sông hơi. Ôi chào, làm thêm một cái máy sông hơi. Quá đầu tư mọi người. Đúng là tôi thấy một cái điều thật là kỳ diệu, đó chính là những khách hàng đặc biệt là khu của Đông Bắc hay là khu của Tây Nguyên, một vài năm trở lại đây thực sự là xây rất nhiều và cũng có tìm hiểu rất nhiều. Đấy, chắc chắn là công trình của anh lên thì sẽ có nhiều khách hàng đến đây tham quan. Yeah. Bởi vì công trình này em thấy có một cái khác biệt. Một khác biệt thực sự là rất là khác biệt. Một công trình năm gian nhưng mà lại có sự uyển chuyển ở trong đấy, có cái sự đổi mới trong đấy. Đây mới là khu vực phòng bếp đúng không anh? Dạ đúng rồi, đây là phòng bếp, phòng ăn, khu vực này. Đây giới thiệu mọi người, đây là chủ đầu tư. Chủ đầu tư người ký hợp đồng với công ty Bắc Hôm ở đây. Đây là người... Hồi nãy mình nói là mình là người ở giám sát thôi. Đây là chủ đầu tư này. Người quyền lực nhất đấy. Quyền lực nhất trong nhà đấy. Đầu tư về tài chính đây. Chị thấy ưng cái mẫu mã thiết kế này không? Quá ưng à? Thế thì cái mẫu này là anh chọn hay là chị chọn à? Cả hai chọn à? Chị theo dõi Bắc Hôm mấy năm rồi? 2 năm rồi. 2 năm tức là xem rất nhiều video, theo dõi rất nhiều kênh ở Bắc Hôm. Thế thì hôm nay là đến gần lúc hoàn thiện bàn giao thì chị thấy có hài lòng không? Từng ý đúng không? Nhưng mà hôm sau đến lúc xong là phải mời em phải bay về trong này em dự ấy. Hôm sau khi nào mà rất cảm ơn chị. Khu vực đây là anh làm bếp. Đúng rồi. Khu vực bếp là nằm nguyên ở trong phòng này. Em thấy có một cái điều đặc biệt là hình như ngôi nhà này làm theo hình dáng cân xứng nhỉ? Yeah. Tức là anh cân xứng qua cái trục chính là trục phòng thờ. Đây là một phong cách điển hình với những mẫu nhà năm gian, một mẫu nhà giống như ngày xưa. Đó. Thì toàn bộ các cái phần sơn cũng đang gần hoàn thiện rồi. Đấy, gần hoàn thiện. Nhưng mà anh đánh giá như thế nào với cái phần bột bã và sơn của Bắc Hôm? Thế ok nhỉ? Thì nói chung mình không phải người trong ngành nhưng mà mình nhìn qua mắt thường của mình thì mình thấy cũng ok đó, thấy cũng tin tưởng. Và đúng rồi. Bởi vì bọn em cũng là người đi làm trực tiếp nên là nghiên cứu rất là sâu mới đưa vào áp dụng trong ngôi nhà. Các bạn anh nhìn vào vậy cũng rất là chắc á. Nhìn nó
tốt. Sơn lên mấy cái chỗ mà sơn thôi chứ nó mượt lắm. Bây giờ nhờ cái lớp lọt này, lớp bạc này nó nhìn nó phẳng lì không anh? Đúng anh rồi. Thấy thế nào? Anh là người không ở trong nghề, anh thấy ok không? Đây là chưa hoàn thiện á. Chưa sơn, đây mới là lót rồi. Đang con cha đó. Phòng này đang con cha chưa xong á. Đang con xạ. Còn cái là láng thế này rồi. Cứ đấy, mới thôi, mới sơ phần thô thôi. Lại nữa lần nữa xạ mới sơ phần thô thôi mà đã rồi ta ngồi uống nước đi, ngồi uống nước ta tâm sự một chút. Chú tên là gì nhỉ? Bình. Chú Bình à? Chú Bình đi làm theo công ty được bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm rồi. 4 năm rồi mà chú được lên chức gì chưa? Chưa có lên chức đúng không? Chú quê ở đâu ạ? Quê ở Huế. Quê ở Huế. À, Bún Thuộc. Nhưng mà một mình đi theo hay là có cả vợ chồng đi theo? Cả vợ chú đi theo. Và tối là chú nghỉ ở đây hay là có anh em khác nghỉ lại? Cùng anh em ở lại đây. Cùng khi về khi ở lại. Thế thì cho hỏi một cái là anh em thanh toán lương của chú có bao giờ chậm không? Tới đây nói thật. Anh Trung đi ra ngoài đi để hỏi phỏng vấn. Không. Có bao giờ là bị chậm lương không? Lương thì cũng có chậm minh để xoay sở để mà trả. Thế là một ngày công của chú là được giá bao nhiêu tiền? Cứ nói thật ra, cứ nói đúng. Chia sẻ thật thôi, mình cứ... Chia sẻ thật là ngày bao nhiêu tiền? Ngày 700. Ngày 700 nghìn? Ôi ôi, ngày 700 nghìn. Lương cao hơn là lương có đúng không? Có đúng. Dạ. Có đúng rồi. Chú là quản lý tôi đòi ở dưới đây. Tức là chú gọi là chỉ việc cho thợ đấy, là ngày 700 nghìn. Thế là lương phụ bình thường là ngày bao nhiêu tiền chú? Lương phụ thì 350. 350. Đây mọi người biết là... cái mức lương với lại mức chi phí của thợ là hình như là càng năm sau càng cao chứ nhỉ? Cao lên đúng rồi. Bây giờ là rất là khó để kiếm thợ đúng chưa? Và đặc biệt là thợ mà đọc được bản vẽ là rất là khó. Giờ mà thợ kêu mà thợ làm được là phải 550 một ngày. 550 một ngày. Thế thì khi mà đi làm chú có nhắc thợ về vấn đề an toàn lao động không? Có chứ. Có phổ biến qua hết đó. Đó là cái quan trọng nhất mà. Đúng rồi. Và hai là cái chỗ ăn uống của thợ là chú có lo là để ý không? Không, bên đây mình cứ nấu ăn em cứ nấu ăn bên anh em mà có nấu ăn ở trường. Rồi, hôm nay đi về đây là thứ nhất là cháu đến là rất bất ngờ. Đấy, đại diện các anh em trong phòng thanh tra kiểm tra nhưng mà đánh giá qua một vài công trình thì chú thấy anh Chiến thế nào? Có biết kỹ thuật không? Được. Có hỗ trợ là chú trong quá trình thi công không? Đó. chú chê đi, cứ chê thoải mái để cho nó ăn vài biết bạn. anh Chiến ở đây có thường xuyên có mặt ở đây không chú? Có. Đấy thì chú có vấn đề thì chú có phải báo về công ty ngay. Rồi, thứ nhất là chậm lương, thứ hai là nợ lương, cái đấy mình phải quán triệt. Đấy, hai là xem có bên vị đối tác nào mà thiếu vật liệu mà báo hay không chú phải xử lý. Rồi. Bởi vì bây giờ giáp Tết rồi, tất cả đều dồn cho tiến độ nhưng bên cạnh đấy phải lo được ăn ở anh em dưới công trường. Chứ không phải là các anh cứ cầm tiền xong là các anh đi tiêu, đi pha, đi mua này mới kia được, đúng chú? Nên mình thấy chậm, mình thấy ai là chú là phải báo về để có được phương án để mà giải quyết. Chứ bây giờ mà thiếu người ta chỉ cần 1-2 tháng là người ta không lo được, đúng không? Thì hiện tại công trường ở đây luôn luôn duy trì là bao nhiêu thợ chú? Bình thường cái 8-9 người, có khi 5 người, đúng không? Khi nói chung là đại khái người, khi nào nó bừng thì nó nghỉ. Ừ, 8-9 người, 5 người. Rồi, hôm nay về đây thì có đại diện là anh em trưởng phòng thanh tra thì có một món quà tặng chú. Đây. Rồi, ở đây có một phần quà mà ngày hôm nay là anh em phòng thanh tra cũng đây xuống kiểm tra và có tặng cho các anh em tổ thợ chú ạ. Rồi, mời anh Bảo vào trong này. Đây tặng chú nhá. Chú đấy, góp phần là nấu ăn ngon hơn cho các anh em thợ. Ở trong này là có bếp từ kết hợp với lại nồi cơm điện. Đấy, một phần quà bé thôi nhưng mà hy vọng sẽ là một cái sự động viên cho các anh em tổ thợ. Chú có lời gì cảm ơn không? Có chứ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi, chúc chú luôn luôn khỏe mạnh để có thể xây dựng những ngôi nhà đẹp chú nhá. Rồi, cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú ạ. Hôm nay rất là vinh dự khi mà được về nhà chị Hiền. Đấy, được về nhà anh Ngang mà có thể quay cho quý vị khán giả cái làm một cái kỷ niệm trước khi hoàn thiện. Và chắc chắn sau khi mà xong rồi thì tôi sẽ quay một cái số hoàn thiện gia đình nhà chị. Ở khu vực Cà Đông Bắc cũng rất là nhiều khách, rất nhiều khách bên em. Anh chị có thể bật mí cho khách hàng, cho quý vị khán giả biết là một năm mình kiếm được bao nhiêu tiền từ sầu riêng. Hơi riêng tư một chút nhưng mà để xây được một công trình to thế này, mọi người biết là anh chị có rất nhiều đất để mà trồng sầu riêng. Đó. Nhưng mà năm nay anh chị kiếm được bao nhiêu tiền từ sầu riêng? Năm nay
thì ít thôi, sầu riêng là nó không có năm nào những năm nào. Mặc dù gia đình nhà thì ít đất hơn người ta, để xây được ngôi nhà này phải tích góp 3 năm á. Tích góp 3 năm à? Ồ, tích góp 3 năm một công trình, đã có một công trình đổ sổ như thế này rồi. Một năm không đủ. Nhưng mà chính là nhà mình là sầu riêng với tiêu hay là chính là cây gì anh? Mình sầu riêng với cà phê thôi. Sầu riêng với cà phê. Sầu riêng cà phê, nhưng mà đất giấy của anh chị là bao nhiêu hectare? Mình ít mà còn một hectare. Có một hectare rồi. Một hectare 3 năm. Một hectare 3 năm mà đã xây được một căn nhà thế này rồi. Chắc chắn là đây là một khách ruột rồi. Một khách ruột ở Mabum. 2-3 năm sau anh chị đã xây một căn to hơn. 2-3 năm sau thì chắc chắn là xây một căn to hơn. Thì ngày hôm nay em về thứ nhất là có anh già làm. Anh già làm là một khách hàng mà mới tiếp đầu thiết kế nhưng mà muốn đi tham quan thực tế, là em đã dẫn đi xem nhà anh khách gần công ty rồi, ưng lắm rồi, căn đấy là hoàn thiện, căn đấy là xong nội thất là ưng lắm rồi. Thế là căn thứ hai là căn nhà anh chị, là căn đang trong quá trình hoàn thiện đến 80%, nhưng anh thấy ưng chưa? Sao là người nhìn là làm không phải nói thật. Nói thật ưng chưa? Có chỗ nào chưa ưng không? Ưng mà bởi vì những cái thiết kế nhìn rất là lạ luôn. Bởi vì mình vô nhìn những cái nhà bình thường thì mình sẽ cảm nhận được cái sự thiết kế là nó rất là bình thường. Mà vô nhà đây mình thấy là những cái chỗ này chỗ kia, phòng này phòng kia nó ngăn cách rất là lạ. Nhưng mà lý do tại sao mà khu vực của anh mà không ai thuê thiết kế để xây dựng mà anh lựa chọn thuê xây? Tại do mình là cũng muốn là một cái gì đó hoàn hảo, bởi vì mình làm công trình là cả cuộc đời mà, nên là muốn gì nó hoàn hảo, thì nó chỉnh chu một tí xíu để mình ở cả đời. Rất là cảm ơn anh chị hôm nay đón tiếp một cái vị khách ở bên em, khách hàng qua để tham quan trực tiếp. Nhưng chắc chắn là sau khi mà nhà mình xây xong, sau khi mà em lên video, cũng rất nhiều khách hàng tại Cầu Bắc, tại khu vực mình qua tham quan, qua đây ngắm nhìn mẫu nhà. Thì lúc đấy anh nhớ là đừng cho hay tặng cái mẫu thiết kế, bởi vì mẫu của anh là mẫu độc quyền. mình có trên toàn thành phố Việt Nam là chỉ có duy nhất một căn như thế này thôi, một căn độc đáo thế này. Tuy nhiên là rất nhiều khách hàng người ta sẽ xin, nhưng mà có sao thì anh cứ báo là đây là sản phẩm độc quyền, có gì liên hệ Mắc Hô. Thì trong ngày hôm nay thì anh có lời nào chia sẻ với vị khán giả không? Mà giống thì mình đến ngang này thì mình cảm thấy từ bắt đầu ngay đầu mới khởi mộng thi công đến bây giờ thì mình rất là hài lòng. Đến nói chung về sau thì mình không dám nói trước, nhưng mà đến ngang này là thấy rất là ok. Rất là hài lòng. Nên cũng cảm ơn Mắc Hôm là cái để mình gửi gắm cái niềm tin của mình để đến ngang này là mình thấy rất là ok. Cảm ơn anh chị, em chúc anh chị sẽ kiếm được nhiều tiền để có thể xây tiếp những căn nhà to hơn. Lúc đấy nhớ gọi là Mắc Hôm. Ngày hôm nay về đây rất là hạnh phúc rồi. Rất là cảm ơn anh chị. Anh chị rất là hiền lành và nhiệt tình, rất là niềm nở. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.